rễ quý trời cho. Chương 234, tìm một gia đình đàng hoàng gả vào. Toàn bộ đại sảnh im phăng phắc, mọi người nhìn dáng cờ trên bàn cờ với vẻ mặt khó tin, ai nấy đều đang chìm trong suy nghĩ. Bố cục trên bàn cờ đã đi vào ngõ cụt, dù thực lực của Thẩm Bình Dương có mạnh đến đâu cũng khó có thể cứu vãn được cục diện này. Cậu ta thực sự thắng rồi ư? Tại sao có thể như vậy được? Ông ấy là bậc thầy Thẩm Bình Dương đấy. Tại sao ông ấy lại thua một kẻ ăn hại chứ? Trời ơi, ngay cả bậc thầy cũng không phải là đối thủ của cậu ta, như vậy có nghĩa là trình độ của cậu ta đã đạt tới trình độ của tuyển thủ quốc gia rồi sao? Chẳng lẽ không phải Lâm Thanh Diện kiêu căng ngạo mạn đã bị bậc thầy Thẩm dạy dỗ một phen ư? Tại sao cái kết cục này lại khác với những gì tôi đã nghĩ thế? Hai mắt Thẩm Bình Dương vô hồn nhìn vào bàn cờ, đầu óc trống rỗng. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thua một thứ ăn hại đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm, tiếng tăm một đời của ông ta đã hoàn toàn bị hủy hoại trong hôm nay rồi. Tôi thua rồi, thua trên tay một đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Lâm. Thẩm Bình Dương cảm thấy cả người không còn sức lực. Nếu hôm nay ông ta thua bởi một người cùng đẳng cấp thì ông ta vẫn cảm thấy không sao. Dù sao thắng bại là lẽ thường tình. Thế nhưng hôm nay ông ta lại thua trong tay Lâm Thanh Diện, là một kẻ ăn hại đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm từ mấy năm trước. Trong tương lai khi nhắc đến chuyện này, người ta sẽ liên tưởng ông ta với Lâm Thanh Diện, bởi vì ông ta là kẻ bại trận trên tay Lâm Thanh Diện, và đây sẽ là vết nhơ không thể xóa bỏ trong cuộc đời ông ta. Sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện thắng ván cờ, hồi lâu sau Lâm Thanh Ngân vẫn không có phản ứng. Ánh mắt của cô ta lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện. Lúc này dường như cô ta cảm thấy Lâm Thanh Diện, người mà cô ngưỡng mộ từ thuở nhỏ đã trở lại. Cô ta là một người rất si mê cờ vây, vì vậy chỉ cần khiến cô ta khâm phục bằng ván cờ là cô ta sẽ sinh ra hảo cảm một cách khó hiểu. Đó là lý do tại sao cô ta đã hứa với Lưu Dân Trường, chỉ cần Lưu Dân Trường có thể đánh bại cô ta, thì cô ta sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh ta. Bây giờ Lâm Thanh Diện đã thể hiện tài chơi cờ tuyệt vời hơn Lưu Dân Trường, thậm chí còn cao hơn trình độ của Thẩm Bình Dương, hiển nhiên điều này đã khiến tim của Lâm Thanh Ngân đập rộn ràng. Thêm vào đó, khi còn bé cô ta đã vô cùng ngưỡng mộ Lâm Thanh Diện. Bây giờ Lâm Thanh Diện lại còn đánh bại cả Thẩm Bình Dương, cho nên tất cả sự sùng bái của cô ta lập tức đều bị phơi bày ra hết. Trước đây thái độ của mình đối với anh ấy tệ như vậy, anh ấy có chán ghét mình không? Chắc là không đâu nhỉ? Mình với anh ấy chơi chung từ nhỏ, hơn nữa dáng vẻ của mình cũng không tệ lắm, có lẽ anh ấy cũng sẽ không ghét mình nhỉ? Lâm Thanh Ngân lẩm bẩm trong lòng. Lưu Dân Trường căm tức nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện. Anh ta không hiểu tại sao kẻ bị mọi người hắt hủi này lại có thể thắng cả sư phụ của anh ta. Cậu bớt đắc ý ở đây đi. Sư phụ tôi chẳng qua chỉ là nhường cậu một chút thôi. Cậu thật sự cho rằng cậu có thể thắng được sư phụ tôi sao? Sư phụ, người chơi với cậu ta một ván nữa đi. Lần này người đừng nhường cậu ta nữa. Để cho cậu ta biết sự lợi hại của người. Lưu Dân Trường nói. Mọi người khinh thường nhìn Lưu Dân Trường, bọn họ thấy rõ ràng trong cuộc đối đầu vừa rồi ngay từ đầu Thẩm Bình Dương đã không nhường Lâm Thanh Diện, ngược lại là bị Lâm Thanh Diện ép sát từng bước, từ từ bị ép vào ngõ cụt. Sau khi Thẩm Bình Dương nghe được những lời này của Lưu Dân Trường thì sắc mặt của ông ta càng thêm khó coi. Ông ta vốn dĩ đã cực kỳ mất mặt rồi, kết quả Lưu Dân Trường lại nói ra những lời như vậy, càng khiến ông ta không thể rút lui. Thậm chí ông ta có phần không hiểu tại sao bản thân lại nhận một đệ tử ngu như heo thế này. Cậu cút ra ngoài cho tôi, từ nay về sau tôi không có tên đệ tử như cậu. Sao cậu không đấu thêm một ván nữa với cậu ta? Tôi thật hối hận vì đã nhận cậu làm đệ tử. Thẩm Bình Dương hét lên với Lưu Dân Trường. Lưu Dân Trường sững sờ, anh ta không ngờ Thẩm Bình Dương lại không cần đệ tử là anh ta nữa, chuyện này khiến anh ta cuống lên. Sư phụ, là con nói nhầm rồi. Người đừng nóng giận, con xin lỗi người tuyệt đối đừng đuổi con đi mà. Lưu Dân Trường chạy đến trước mặt Thẩm Bình Dương, khổ sở gian nài nói. Thẩm Bình Dương hừ lạnh một tiếng, lớn giọng nói, cậu có cầu xin tôi cũng vô dụng. Hôm nay nếu không phải vì cậu thì tôi cũng sẽ không mất mặt như vậy, sau này cậu không còn là đệ tử của Thẩm Bình Dương tôi nữa rồi. Giữa tôi và cậu không còn bất kỳ liên quan gì nữa. Thẩm Bình Dương trút hết bực tức trong lòng lên người Lưu Dân Trường và cắt đứt luôn quan hệ thầy trò giữa ông ta và Lưu Dân Trường. Lưu Dân Trường ngơ ngác nhìn Thẩm Bình Dương. Anh ta làm sao ngờ được hôm nay bọn họ tới cầu hôn mà bây giờ lại đi đến kết cục như vậy. Lâm Thanh Diện liếc nhìn bọn họ, cười nói, vừa rồi cũng coi như là Lưu Dân Trường thắng Thanh Ngân rồi, không phải các người tới cầu hôn sao?
vậy hôm nay màn cầu hôn này có tiếp tục nữa không? Thẩm Bình Dương tức giận liếc nhìn Lâm Thanh Diện, lạnh lùng nói, Lâm Thanh Diện, cậu bớt kiêu ngạo lại đi. Trên đời này còn rất nhiều người tài giỏi hơn cậu. Cậu đừng cho rằng thắng tôi một lần thì có tư cách kiêu ngạo. Ông ta nói xong thì phất tay áo rời khỏi đại sảnh. Lưu Dân Trường cũng gắng giận liếc nhìn Lâm Thanh Diện, dữ tợn hét lên, cậu chờ đó cho tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Anh ta nói xong cũng vội vàng đuổi theo ra ngoài, trong miệng còn không ngừng gọi sư phụ. Tất cả mọi người đều ngẩn ra nhìn Lâm Thanh Diện, không ngờ anh ta lại thật sự chọc giận Thẩm Bình Dương khiến ông ta bỏ đi. Hơn nữa, theo như câu nói lúc nãy của Lâm Thanh Diện, cho dù anh nói rằng anh đến đây không phải để quấy rối Lâm Thanh Ngân thì mọi người đều sẽ không tin. Điều này rõ ràng là vì muốn quấy rối màn cầu hôn của Lâm Thanh Ngân mà. Lâm Thanh Ngân cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng trong lòng cô ta không trách Lâm Thanh Diện, ngược lại còn có phần phấn khích, dù sao thì Lưu Dân Trường và Thẩm Bình Dương đã thua Lâm Thanh Diện. Điều này đã chứng tỏ sự xuất sắc của Lâm Thanh Diện. Con gái không có sức miễn dịch đối với con trai xuất sắc càng không nói đến việc Lâm Thanh Ngân đã từng sùng bái Lâm Thanh Diện trước đây. Cô ta cũng cảm thấy hôm nay Lâm Thanh Diện tới đây là để phá hoại màn cầu hôn của Lưu Dân Trường. Nếu thật sự như vậy chẳng phải nói rõ Lâm Thanh Diện có ý với cô ta sao? Nghĩ đến đây nhịp tim của Lâm Thanh Ngân lập tức đập nhanh lên. Cô ta bước tới trước mặt Lâm Thanh Diện, ngượng ngùng nhìn anh, hỏi, anh Lâm Thanh Diện, làng này anh trở về là vì em sao? Lâm Thanh Diện cũng sửng sốt khi nghe Lâm Thanh Ngân khôi phục lại cách gọi mình, chỉ có điều anh lập tức cảm nhận được cảm xúc chứa đựng trong tiếng gọi này. Đã không còn hồn nhiên, trong sáng như trước nữa rồi. Anh mỉm cười lắc đầu nói với Lâm Thanh Ngân, lần này tôi quay về là để lấy bức thư mà năm đó ba tôi đã để lại cho tôi, không có liên quan gì với cô. Lâm Thanh Ngân nghe được lời này của Lâm Thanh Diện nhất thời trong lòng cảm thấy mất mát, đồng thời gắng giận Lâm Thanh Diện quá ngốc, thậm chí cô ta còn thoáng cảm thấy Lâm Thanh Diện là cố ý nói như vậy. Dù sao nếu như không phải vì cô, Lâm Thanh Diện sao lại có thể cam nguyện liều lĩnh đối đầu với Thẩm Bình Dương, đến phá rối màn cầu hôn của Lưu Dân Trường chứ? Cô ta không biết, Lâm Thanh Diện đối đầu với Thẩm Bình Dương cũng không hề gánh vác bất kỳ nguy hiểm nào. Đối với Lâm Thanh Diện mà nói Thẩm Bình Dương hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Anh ra tay giúp đỡ Lâm Thanh Ngân thật ra chỉ là tiện tay mà thôi. Hơn nữa anh giúp Lâm Thanh Ngân, cô ngờ là dựa trên tình cảm trước kia, anh đối với Lâm Thanh Ngân bây giờ không có bất kỳ cảm giác nào, trong lòng của Lâm Thanh Diện bây giờ chỉ có một mình Hứa Bích Hoài. Ôi, anh Lâm Thanh Diện, anh đừng không thừa nhận. Em biết anh rất xấu hổ, nhưng không sao cả. Em sẽ ghi nhớ lòng tốt của anh đối với em. Từ nay về sau, anh Lâm Thanh Diện không cho phép em đồng ý lời cầu hôn của người khác thì em sẽ không đáp ứng bọn họ. Lâm Thanh Ngân nói. Lâm Thanh Diện dở khóc dở cười nhìn cô ta nói, sau này đừng nghĩ những chuyện dế gia dế dẫn vậy nữa. Tôi chỉ là cảm thấy nhân phẩm của Lưu Dân Trường kia quá tệ, cho nên mới giúp cô mà thôi. Tôi đã kết hôn rồi, cô có đồng ý lời cầu hôn của người khác không, đâu có liên quan tới tôi. Lúc này Lâm Thanh Ngân mới nhận ra Lâm Thanh Diện không phải đang nói đùa với cô ta. Cô ta có thể cảm nhận được điều đó qua giọng nói của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện bây giờ không có bất kỳ tình cảm gì với cô. Trên mặt cô ta lập tức hiện lên một tia ngượng ngùng, mừng hụt nửa ngày thì ra là do cô ta tưởng mở. Nhưng mà, cô ta bây giờ cũng rất xuất sắc, tại sao Lâm Thanh Diện lại không có tình cảm với cô ta, là bởi vì thái độ trước đó của cô ta sao? Trong lòng Lâm Thanh Diện dâng lên một tia hối hận. Nếu cô ta biết trước Lâm Thanh Diện không đơn giản như mình nghĩ thì cô ta sẽ không đối xử với Lâm Thanh Diện bằng thái độ đó. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ lắc đầu. Anh không ngờ ngay cả Lâm Thanh Ngân lúc còn bé ngây thơ hồn nhiên là vậy mà cũng không thể tránh khỏi thói đời. Lâm Thanh Ngân sau khi trưởng thành cũng trở thành người trong mặt mà bắt hình dong. Bởi vì mấy câu nói của người khác mà sinh ra ấn tượng cứng nhắc với người khác. Tất nhiên, mỗi người đều có số phận của riêng mình, và cuối cùng họ sẽ ra sao không phải là chuyện Lâm Thanh Diện có thể quyết định được, anh cũng không thể lo nhiều như vậy. Lâm Thanh Diện mỉm cười nói với Lâm Thanh Ngân, cô hãy tìm một người đàng hoàng rồi gả cho họ, chúc cô hạnh phúc. Lâm Thanh Diện nói xong thì xoay người ra khỏi đại sảnh. Lâm Thanh Ngân ngây người nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Thanh Diện. Cô ta không cam lòng nhưng giọng điệu lúc nãy của Lâm Thanh Diện rõ ràng đã nói cho cô ta biết giữa cô ta và Lâm Thanh Diện là không thể. Đời này của cô ta sợ là mãi mãi sẽ không theo kịp bước chân của Lâm Thanh Diện. Chương 235, bức thư của Lâm Trùng Thiên. Lâm Thanh Diện đứng trong sân hít sâu một hơi, trong lòng cũng thoáng xúc động. Không ngờ khi trở lại nhà họ Lâm, con người và mọi thứ ở đây lại thay đổi nhiều như vậy. Ngay cả Lâm Thanh Ngân cũng trở nên tầm thường.
Từ đó có thể thấy muốn giữ được trái tim của mình thuần khiết trong một xã hội như này là một chuyện khó khăn dường nào. Mà sở dĩ tại sao trong lòng Lâm Thanh Diện chỉ có một mình Hứa Bích Hoài là vì Bích Hoài có thể làm được điều đó. Dù đối mặt với cám dỗ lớn đến đâu, Hứa Bích Hoài cũng chưa bao giờ để bản thân mất phương hướng, dù cô cũng có rất nhiều khuyết điểm nhưng Lâm Thanh Diện không quan tâm, chỉ cần cô giữ được trái tim của mình là đủ để khiến Lâm Thanh Diện say mê rồi. Sau khi xuống máy bay đến giờ chắc hẳn cậu vẫn chưa ăn cơm nhỉ? Lúc này một giọng nói vang lên sau lưng Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện xoay người lại thì thấy Lạc Tâm đã đứng sau lưng anh từ lúc nào. Lúc Lạc Tâm chưa nói anh cũng không có cảm giác gì, bây giờ cô ta vừa nói vậy anh lập tức cảm thấy hơi đói bụng. Lạc Tâm thấy được phản ứng của Lâm Thanh Diện, cười nói, chỗ mẹ cậu đã chuẩn bị xong món ngon đãi cậu. Cậu đã trở về cũng được một lát rồi, chắc hẳn cũng đã hơi hiểu được phần nào tình hình hiện tại của nhà họ Lâm, bây giờ cũng đến lúc gặp mặt mẹ cậu rồi. Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi, cũng không phân vân nữa, mở miệng nói, dì dẫn tôi đến đó đi. Lạc Tâm dẫn Lâm Thanh Diện đi về phía sâu trong sân, một lúc sau, hai người họ đến được khu nhà riêng của Lạc Hân. Lạc Tâm đưa Lâm Thanh Diện vào trong phòng, Lâm Thanh Diện phát hiện cách bày trí nơi này không khác gì khi anh còn bé, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác quen thuộc. Giữa phòng có một cái bàn, trên bàn bày đầy thức ăn. Mà lúc này bên trong giường, Lạc Hân bệnh tật triền miên đang nằm trên đó. Sau khi thấy Lâm Thanh Diện đi vào, lập tức ngồi dậy từ trên giường, tiếp sau đó là một tràng ho khan kịch liệt. Diện à, là con sao? Diện của mẹ, cuối cùng mẹ cũng gặp lại con rồi. Lạc Hân rưng rưng nước mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, nếu tài diễn xuất này của bà ta được người khác phát hiện thì chắc chắn sẽ đạt được giải Oscar. Lâm Thanh Diện nhìn bà ta bằng ánh mắt bình tĩnh. Sau khi trải qua chuyện năm đó, Lâm Thanh Diện đã hoàn toàn thất vọng với Lạc Hân. Bây giờ cho dù bà ta có thể đối xử với Lâm Thanh Diện thế nào cũng không thể khiến anh có tình cảm với bà ta như trước. Lần này tôi quay về là vì bức thư mà ba tôi để lại cho tôi. Bà không cần phải diễn trước mặt tôi nữa. Đưa bức thư cho tôi sẽ cầm lá thư và rời khỏi đây ngay lập tức. Lâm Thanh Diện nói. Lạc Hân ngay lập tức tỏ ra hối hận nói, Diện à, chuyện xảy ra năm đó là mẹ làm không đúng. Con tha thứ cho mẹ được không? Con cũng nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mẹ rồi. Bây giờ mẹ đã không còn cắn đắng được chuyện của nhà họ Lâm rồi, nhà họ Lâm cần con ở lại tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Lâm đi. Cho dù tôi không tiếp quản thì nhà họ Lâm vẫn sẽ tiếp tục phát triển, có rất nhiều người muốn vị trí này, tôi không cần phải nhúng tay vào. Không phải bà còn một người em gái sao? Nếu bà chết, dì ta vẫn có thể tiếp quản nhà họ Lâm. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Lạc Tâm. Lạc Hân cắn môi bước luôn xuống giường, lảo đảo đi về phía Lâm Thanh Diện, nhưng bà ta lập tức mất thăng bằng, ngã ngay xuống đất. Lúc nãy khi Lâm Thanh Diện thấy Lạc Hân sắp ngã, anh đã muốn đỡ bà ta nhưng cuối cùng anh vẫn đứng yên nhìn. Lạc Tâm thấy vậy, vội vàng chạy tới đỡ Lạc Hân dậy, cao mày nhìn Lâm Thanh Diện, hét lớn, Lâm Thanh Diện. Dù sao chị ấy cũng là mẹ của cậu, vừa nãy cậu trơ mắt nhìn thấy chị ấy ngã xuống, cũng không thể đỡ chị ấy một cái được sao. Môi của Lâm Thanh Diện hơi mấp máy nhưng cuối cùng lại không nói gì. Lạc Tâm vừa nói như vậy khiến anh cảm thấy quả thật lúc nãy anh nên đi đỡ bà ta mới đúng. Chỉ là năm đó Lạc Hân đối xử với Lâm Thanh Diện quá mức tuyệt tình. Cho nên Lâm Thanh Diện mới trở nên lạnh lùng như vậy. Em đừng nói Diện như vậy, dù sao năm đó là do chị không đúng, trong lòng thằng bé oán hận chị là bình thường. Chị biết muốn thằng bé xóa bỏ những oán hận này là rất khó, chị không trách thằng bé. Lạc Hân chật vật đứng dậy nói. Chị ơi, đáng lẽ chị không nên bảo đứa con có lòng dạ sắt đá này quay về. Lạc Tâm tức giận nói. Không sao, dù sao chị cũng không sống được bao lâu nữa, nguyện vọng cuối cùng của chị là có thể gặp được Thanh Diện một lần, chỉ cần có thể nhìn thấy thằng bé là chị cũng yên tâm rồi. Điều tiếc nuối duy nhất chính là lúc còn sống chị không có cách nào bù đắp cho thằng bé, để thằng bé có thể tha thứ cho chị. Lạc Hân nói xong thì khóc nức lên. Lạc Tâm cũng nước mắt lưng tròng nhìn chăm chăm Lâm Thanh Diện. Trong mắt tràn ngập vẻ trách cứ, Lâm Thanh Diện bị cảnh tượng chị hát em khen hay này khiến cho trong lòng hơi dao động, nhưng trên mặt lại không lộ ra biểu cảm gì. Lấy lá thư đó ra, tôi không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian của bà. Lâm Thanh Diện nói, được, được rồi, con ngồi xuống ăn cơm trước đi. Mẹ đi tìm lá thư đó cho con. Con vẫn chưa ăn cơm phải không? Con ăn gì trước đã? Đợi sau khi con ăn rồi mẹ sẽ đưa thư cho con sao? Lạc Hân nói. Sau đó bà ta xoay người lại, run rẩy đi tìm bức thư.
Lạc Tâm nhìn Lâm Thanh Diện mở miệng nói, cậu không ngồi xuống ăn chút gì sao? Một bàn thức ăn này là do chị ấy dắt theo đau bệnh nấu cho cậu đấy. Nếu lần này cậu về đây là chỉ vì bức thư đó, mà bàn thức ăn chị ấy đã cực khổ làm cho cậu, cậu lại không nếm thử một miếng thì sợ rằng mãi cho đến lúc nhắm mắt chị ấy cũng sẽ luôn mang theo tiếc nuối. Lạc Tâm, em đừng nói như vậy. Chỉ là mấy món ăn mà thôi. Lâm Thanh Diện không muốn ăn thì em đừng ép thằng bé nữa. Lạc Hân quay đầu lại nói. Lâm Thanh Diện hết cách, nhìn thấy hai người này đều nói như vậy, chỉ đành bước tới trước bàn ngồi xuống, nhìn thấy những món ăn trên bàn là những món hồi nhỏ anh thích ăn, trong lòng Lâm Thanh Diện cũng hơi cảm động. Anh cầm đũa nếm thử. Khoảnh khắc kia nuốt xuống ngụm thức ăn kia, anh lập tức chau mày, thức ăn này hình như có gì khác lạ. Các người đã cho gì vào trong thức ăn? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Có lẽ mấy món này để lâu nên mùi gì hơi tệ. Sức khỏe của mẹ không ổn, bản lĩnh nấu ăn cũng sụt giảm nhiều. Nếu không hợp khẩu vị của con thì con đừng ăn nữa. Lạc Hân cầm một phong thư đi tới. Ngồi xuống đối diện với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn thấy bức thư, lập tức gạt chuyện món ăn sang một bên, trong đầu chỉ để ý đến bức thư này. Đưa thư cho tôi. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Lạc Hân đưa bức thư cho Lâm Thanh Diện. Khoảnh khắc khi Lâm Thanh Diện nhận bức thư, anh phát hiện bàn tay của Lạc Hân được bảo dưỡng rất tốt, hoàn toàn không giống với dáng vẻ của một người sắp chết nên có. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác của anh không, anh chỉ cảm thấy sắc mặt của Lạc Hân rõ ràng tốt hơn lúc nãy rất nhiều. Sau khi anh cầm bức thư thì vội vàng xé ra, lấy lá thư bên trong ra chăm chú đọc. Nét chữ trên lá thư đúng là của Lâm Trung Thiên. Chữ viết của Lâm Trung Thiên không dễ bắt chước, trong nháy mắt Lâm Thanh Diện đã xác nhận bức thư này là thật. Hết thảy nội dung trong thư đều là những lời dặn dò của Lâm Trung Thiên dành cho Lâm Thanh Diện. Nhắc nhở anh phải giữ được tấm lòng của mình, ghi nhớ lời dặn của tổ tiên. Còn về việc ông ấy đi đâu, ông hoàn toàn không nhắc tới. Lâm Thanh Diện lập tức cau mày, anh không ngờ Lâm Trung Thiên lại để lại một bức thư bình thường như vậy cho anh. Sở dĩ Lạc Hân dám đưa bức thư này cho Lâm Thanh Diện xem. Cũng bởi chính vì bên trong bức thư này không có tiết lộ bất kỳ tin tức có giá trị nào. Bà ta cũng không để ý Lâm Trung Thiên đi đâu, mục đích chính của bà ta chỉ là muốn lừa gạt Lâm Thanh Diện đến đây mà thôi. Nhưng ngay sau đó, Lâm Thanh Diện đã phát hiện chỗ bí mật trên bức thư này. Bức thư này của Lâm Trung Thiên thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng thật ra trên này đã tiết lộ những thông tin hữu ích được che giấu bằng phương pháp đặc biệt. Khi Lâm Thanh Diện còn rất nhỏ, Lâm Trung Thiên đã dạy anh một kiểu truyền tin chữ thập. Phương pháp này nhằm ngăn người khác nhìn thấy thông tin hữu ích trong thư và cố tình để từ khóa ở những vị trí đặc biệt. Lâm Thanh Diện lập tức dùng phương pháp truyền tin chữ thập để xem nội dung bức thư này, sau đó không lâu anh đã tìm ra được những từ quan trọng nhất. Lần này đi Quan Lĩnh sẽ khó khăn và nguy hiểm. Nếu khi nào con đủ thực lực thì mới được đi tìm ba. Hãy đề phòng Lạc Hân, đừng mắc bẫy. Cả bức thư chỉ để lại mấy tin tức ít ỏi như vậy. Từ nội dung nhắn trong dòng thư này có thể thấy Lâm Trung Thiên hẳn là đi đến một nơi tên là Quan Lĩnh, hơn nữa còn dặn dò Lâm Thanh Diện đợi khi nào anh đủ thực lực mới có thể đi tìm ông ấy. Còn dòng cuối cùng lại nhắc nhở Lâm Thanh Diện phải đề phòng Lạc Hân, đừng trúng kế của bà ta. Khi tìm được dòng chữ cuối cùng, Lâm Thanh Diện đột nhiên căng thẳng, một dự cảm bất an lập tức xuất hiện trong lòng anh. Có vẻ như Lâm Trung Thiên đã cảm thấy Lạc Hân khác lạ từ lâu, cho dù Lâm Trung Thiên không phải bị Lạc Hân hại, ông ấy cũng vẫn nhắc nhở Lâm Thanh Diện phải đề phòng Lạc Hân. Người phụ nữ này quả nhiên không đơn giản như anh tưởng tượng. Anh ngẩng đầu lên nhìn Lạc Hân, phát hiện bà ta đang mỉm cười nhìn anh chằm chằm, mà sắc mặt bà ta không còn vẻ ốm yếu như lúc nãy nữa, cả người cũng trở nên ngập tràn sức sống. Xem xong rồi sao? Xem xong thì ăn nhiều thêm chút nữa đi. Bữa ăn này có lẽ sẽ là bữa ăn ngon cuối cùng mà con được ăn khi còn sống trên đời đấy. Qua ngày hôm nay, con sẽ không còn cơ hội được ăn nữa đâu. Trời cho, Lạc Hân cười lạnh lùng nói. Chương 236, chân tướng. Quả nhiên các người đã động tay trong thức ăn. Hai mắt Lâm Thanh Diện bình tĩnh nhìn Lạc Hân. Anh biết mình đã trúng kế của Lạc Hân, bây giờ anh có lo lắng cũng vô ích. Nhớ tới màn biểu diễn vừa rồi của Lạc Hân và Lạc Tâm, trong lòng Lâm Thanh Diện chỉ thấy ghê tởm. Xem ra, từ lúc bắt đầu anh không nên tin Lạc Hân sẽ bằng lòng để cho anh trở về làm người thừa kế của nhà họ Lâm. Chỉ tiếc sau khi anh ăn xong một ngụm thức ăn mới tìm được tin tức ba anh để lại cho anh. Lạc Tâm cũng mỉm cười đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, trong mắt mang theo vẻ giễu cợt, thế nào, cậu ngạc nhiên không? Có bất ngờ không? Vì để lừa gạt cậu quay về chúng tôi đã tốn hết tâm tư.
không ngờ cậu hoàn toàn không có hứng thú với sản nghiệp của nhà họ Lâm mà lại để ý đến bức thư của ba cậu để lại. Thật đúng là khiến cho chúng tôi gặp nhiều trắc trở mà. Các người làm như vậy là vì cái gì? Tôi đã rời khỏi nhà họ Lâm lâu như vậy rồi, đối với các người mà nói hẳn là không còn giá trị lợi dụng gì nhỉ? Lâm Thanh Diện hỏi. Nếu không có giá trị lợi dụng, chúng tôi chắc chắn sẽ không tốn nhiều công sức như vậy để gạt cậu trở về. Lâm Thanh Diện, giá trị lớn nhất bây giờ của cậu chính là chết thay con trai tôi. Lạc Hưng nói. Con trai của bà. Lâm Thanh Diện sững sờ, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp lời này của Lạc Hưng là có ý gì. Ý của bà là tôi không phải con trai ruột của bà. Lúc này anh mới cảm thấy sức lực của mình bắt đầu dần dần không còn, chắc hẳn thuốc trong thức ăn lúc nãy đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Không, cậu chính là con trai của tôi. Lạc Hưng mở miệng, cậu được sinh ra từ trong bụng tôi. Nhưng cậu lại là hạt giống của Lâm Trung Thiên, cho nên cả đời này tôi sẽ không thừa nhận cậu là con trai tôi. Vậy đứa con trai mà bà vừa nhắc tới là ai? Dù sao tôi cũng đã rơi vào tay các người rồi. Cho dù các người muốn tôi chết thì cũng phải để tôi chết một cách rõ ràng chứ, đúng không? Lâm Thanh Diện nói. Nếu cậu đã có nguyện vọng này thì tôi sẽ cho cậu được như mong muốn. Coi như cũng không lỏng công cậu đi làm kẻ chết thay cho con trai Xuân Diệu của tôi. Lạc Hưng lạnh lùng nói, Diệu à, ra đây đi. Bà ta vừa nói xong, Triệu Xuân Diệu liền bước vào phòng, đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện. Giây phút Lâm Thanh Diện nhìn thấy Triệu Xuân Diệu, cả người anh cứng ngắc. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người giống hệt mình. Có thể nói, ngoại trừ một số khác biệt về chi tiết ra thì dáng người và nét mặt của hai người giống nhau đến kinh ngạc. Triệu Xuân Diệu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, lập tức trên mặt lộ ra một tia giễu cợt, mở miệng nói, mẹ kiếp, chỉ là một kẻ ăn hại cũng muốn giống hệt dáng vẻ của tao sao? Đúng là khiến ông đây mất sạc mặt mũi mà. Triệu Xuân Diệu nói xong liền đá thẳng một cước lên người Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện muốn phản kháng nhưng cho dù anh cố gắng dùng sức cỡ nào cũng không cách nào nhấc nổi cánh tay lên. Cậu cũng đừng vòng phản kháng. Bên trong thức ăn cậu vừa ăn lúc nãy đã bị tôi thêm vào thứ thuốc mà tôi cố ý nhờ dược sĩ điều chế riêng. Chỉ cần dính một chút thôi, cậu cũng sẽ mất hết năng lực hành động. Lạc Tâm mỉm cười nói. Lâm Thanh Diện, có phải bây giờ cậu đang tự hỏi tại sao Xuân Diệu của tôi lại có dáng vẻ giống hệt cậu phải không? Tôi cũng không dòng do với cậu nữa. Nói về mối quan hệ thì nó là anh em cùng mẹ khác cha với cậu đấy. Lạc Hưng mở miệng nói. Mẹ kiếp, con không muốn có một người anh em như vậy. Thật sự rất mất mặt. Triệu Xuân Diệu lại chửi rủa. Xuân Diệu, con đừng kích động. Mẹ chỉ là muốn giải thích với cậu ta một chút thôi. Lạc Hưng lập tức cương chiều nói, thái độ đối xử của bà ta đối với Triệu Xuân Diệu khác một trời một vực như khi đối với Lâm Thanh Diện. Lạc Hưng lại nhìn Lâm Thanh Diện nói, hơn nữa Xuân Diệu có thể xem là anh trai của cậu. Xuân Diệu được sinh ra trước cậu. Năm đó tôi ra ngoài đi du lịch, trên đường đi gặp phải một người, tôi và ông ta có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên, không bao lâu sau thì chúng tôi đã đến với nhau. Nhưng vì yêu cầu của gia đình, tôi không thể ở bên ông ấy, vì vậy tôi đã bỏ trốn khỏi nhà và đi cùng ông ấy đến một nơi không ai biết. Sau đó thì Xuân Diệu ra đời. Sau đó tôi suy nghĩ dù gì tôi và ông ấy cũng đã có con, cho dù gia đình phản đối đi nữa thì chắc chắn cũng sẽ không ngăn cản chúng tôi. Nhưng chuyện khiến tôi không ngờ chính là sau khi tôi trở về nhà liền được người trong nhà thông báo là tôi phải gả cho Lâm Trung Thiên của nhà họ Lâm, cũng chính là người cha đáng chết của cậu. Lúc đó gia đình tôi có thái độ rất cứng rắn. Bọn họ muốn dựa vào hôn nhân của tôi để lôi kéo nhà họ Lâm. Nếu để bọn họ biết tôi đã có con với người khác ở bên ngoài thì chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ mọi cách xử lý con của tôi. Cho nên tôi chỉ có thể bảo người đàn ông của mình dẫn con đi trốn, sống một cuộc sống mai danh ẩn tích. Còn tôi cả đời này đều bị nhốt trong cái lồng của nhà họ Lâm, muốn gặp cha con bọn họ một lần cũng khó. Sau này, Xuân Diệu lớn hơn một chút, người đàn ông của tôi mắc bệnh chết, Xuân Diệu sống lẻ loi một mình. Tôi muốn đón nó về đây, nhưng tôi biết chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Một khi người nhà họ Lâm phát hiện sự tồn tại của Xuân Diệu thì đối với Xuân Diệu mà nói đó là kiếp nạn lớn. Cho nên tôi hận Lâm Trung Thiên, là ông ta hại mẹ con chúng tôi không thể đoàn tụ. Là ông ta hại tôi không được ở bên cạnh người tôi thương. Nhưng mà Lâm Trung Thiên quá mạnh, tôi hoàn toàn không có thực lực để chống lại ông ta. Sau này có cậu, ý hận của tôi đối với ông ta càng mãnh liệt hơn. Tôi thề, có một ngày tôi sẽ thay đổi hết thảy mọi thứ, để cho Xuân Diệu của tôi đến tiếp quản nhà họ Lâm. Sau này không ai có thể khiến cho Xuân Diệu của tôi bơ vơ không nơi nương tựa nữa.
phần oán hận này đã chôn chặt trong lòng tôi hơn mười mấy năm, cuối cùng ông trời cũng có mắt. Mấy năm trước, Lâm Trung Thiên mất tích không rõ lý do, nhà họ Lâm cũng không có người đứng đầu. Tôi dựa vào cơ sở ngầm và những quân cờ mà tôi đã sắp xếp trong nhà họ Lâm mười mấy năm nay, thành công đuổi cậu, người thừa kế duy nhất ra khỏi nhà họ Lâm. Nếu không phải trên người cậu có một nửa dòng máu của tôi, thì năm đó tôi đã giết cậu rồi. Sau khi cậu đi rồi, tuy Xuân Diệu không thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người nhưng tôi đã trở thành người đứng đầu gia đình nên không ai có thể bắt nạt Xuân Diệu của tôi nữa. Vì vậy tôi đã cho nó mọi thứ nó muốn. Tôi sẽ giúp nó đạt được bất cứ nguyện vọng nào, bao gồm có được cô cả của Thương hội Thiên Nguyên. Lần này việc Xuân Diệu bắt cóc cô cả của Thương hội Thiên Nguyên đã bị người ta chụp hình được. Có điều bọn họ chỉ chụp được một bên mặt mà thôi. Dáng vẻ của hai người cũng giống nhau, Thương hội Thiên Nguyên liền cho rằng cô cả của bọn họ là bị cậu cướp đi, cho nên tìm đến tôi đòi người. Tôi đã nhân cơ hội làm giả hiện trường để bọn họ tưởng rằng cô cả của bọn họ đã bị giết. Sau đó đồng ý với bọn họ, sẽ nhanh chóng bắt cậu trở về. Như vậy đến lúc đó sau khi giao cậu cho bọn họ thì Xuân Diệu của tôi cũng sẽ mãi mãi có được cô cả của Thương hội Thiên Nguyên. Sau khi Lâm Thanh Diện nghe xong lời kể của Lạc Hân, trong lòng anh như biển động. Thật ra anh không ngạc nhiên lắm về mục đích Lạc Hân bắt anh trở về, mà anh chỉ ngạc nhiên vì Lạc Hân lại có một đứa con riêng trước khi được gả vào nhà họ Lâm. Hơn nữa, đứa con trai này lại được bà ta nuôi khôn lớn, mà bây giờ bà ta lại bắt anh đi làm kẻ chết thay cho con của bà ta. Trong lòng Lâm Thanh Diện cảm thấy gan ướt. Dù sao việc Lạc Hân được cưới vào nhà họ Lâm cũng không phải là lỗi của anh. Nhưng Lạc Hân lại vì chuyện này nên từ nhỏ đã đối xử thờ ơ với anh, thậm chí còn xem anh là tai vạ, không thừa nhận mối quan hệ giữa anh và bà ta. Chuyện này nếu xảy ra với bất kỳ ai thì cũng nghe là đều không chịu nổi. Cho dù thế nào, tôi cũng là con trai của bà. Bà làm như vậy không thấy có lỗi với lương tâm của mình sao? Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Có lỗi gì chứ? Xuân Diệu của tôi chịu cực khổ bao nhiêu năm qua cũng đều là do nhà họ Lâm các người hại. Tôi để cậu sống đến bây giờ xem như là nhân từ lớn nhất đối với cậu rồi. Lạc Hân hoàn toàn không cho là đúng. Chuyện này thì có liên quan gì đến nhà họ Lâm của tôi? Bà có trách thì cũng nên trách người đã ép gả bà vào nhà họ Lâm. Mà nếu bà thật sự muốn có cuộc sống thuộc về mình, thì cho dù bà nói ra sự thật, người nhà của bà chắc chắn cũng sẽ không ép buộc bà như vậy. Theo tôi thấy bà chẳng qua chỉ là ham muốn cuộc sống giàu sang, lại không muốn dứt bỏ người đàn ông và đứa con trai của bà. Bây giờ ngược lại tìm các luận điệu đường hoàng và đổ hết lỗi cho nhà họ Lâm. Tôi hỏi bà trong chuyện này nhà họ Lâm có ai biết không? Nếu bọn họ hoàn toàn không biết thì bà dựa vào đâu mà oán hận bọn họ? Thứ bà muốn trách không phải là lựa chọn sai lầm của bà sao? Lâm Thanh Diện chất vấn. Lạc Hân đột nhiên hoảng sợ, bà ta không ngờ Lâm Thanh Diện lại vạch trần điểm yếu của bà ta nhanh như vậy. Lâm Thanh Diện nói không sai một chút nào. Năm đó bà ta nói mình bị ép gả vào nhà họ Lâm, nhưng thật ra bà ta cũng thèm muốn thế lực của nhà họ Lâm, nếu không bà ta có thể chạy trốn theo người khác một lần, sao có thể không thể chạy trốn lần thứ hai chứ? Chỉ là việc bị Lâm Thanh Diện vạch trần và phơi bày bộ mặt xấu xa của bà ta ra ngoài nhanh như vậy khiến bà ta không biết làm thế nào. Cậu bớt ngụy biện đi. Tôi và Xuân Diệu khổ sở như vậy là do nhà họ Lâm các người làm hại. Bây giờ nhà họ Lâm đã nằm trong tay tôi, sau này cả nhà họ Lâm sẽ là của Xuân Diệu. Một kẻ sắp chết như cậu thì có tư cách gì ở đây chỉ trỏ? Lạc Hân trừng mắt nói. Lâm Thanh Diện vô cùng tức giận. Cho đến hôm nay anh mới biết tài sản của nhà họ Lâm là bị Lạc Hân và gã Triệu Xuân Diệu này bòn rút. Đây đều là cơ nghiệp của ba anh cực khổ gầy dựng lên. Lúc đầu anh nghĩ Lạc Hân là vợ của Lâm Trung Thiên, quản lý nhà họ Lâm cũng không có gì, nhưng bây giờ anh mới biết. Lạc Hân hoàn toàn không xứng đáng là vợ của Lâm Trung Thiên. Hai mẹ con họ không xứng tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Lâm. Cơ nghiệp của nhà họ Lâm rơi vào trong tay hai con quỷ hút máu các người đúng là nỗi nhục trăm đời của nhà họ Lâm mà. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ giúp ba mình đoạt lại cơ nghiệp của nhà họ Lâm. Triệu Xuân Diệu đá thẳng lên đầu Lâm Thanh Diện, khiến anh ngã sấp xuống đất. Con mẹ nó mày chửi ai là quỷ hút máu hả? Cơ nghiệp của nhà họ Lâm vốn dĩ là của tao, đương nhiên tao lấy rồi. Triệu Xuân Diệu lạnh lùng nói, một kẻ sắp chết như mày đừng quan tâm đến những chuyện này nữa. Mày vẫn nên suy nghĩ cho kỹ làm thế nào để chào hỏi Diêm Vương khi gặp ông ấy đi. Xuân Diệu, con nói đúng cơ nghiệp của nhà họ Lâm vốn là của con. Con đừng nghe tên ăn hại này nói năng linh tinh. Lạc Hân hùa theo quát lên.
Triệu Xuân Diệu cười giễu cợt, dẫm thẳng chân lên mặt Lâm Thanh Diện nói, cảm ơn mày đã thế mạng cho tao. Sau khi giao mày cho Thương hội Thiên Nguyên, tao sẽ có thể hưởng thụ cô cả của bọn họ. Đúng rồi, nghe nói vợ mày cũng không tệ, đến lúc đó tao sẽ chăm sóc cho cô ta thật tốt. Cả người Lâm Thanh Diện run lên, anh đã có ý định giết Triệu Xuân Diệu, nhưng trên người anh lại hoàn toàn không có chút sức lực nào. Lúc này anh chỉ đành bất lực nhìn khuôn mặt cười lạnh lùng của Triệu Xuân Diệu và Lạc Hân. Mẹ! Không phải mẹ nói thuốc này chỉ cần người bình thường đụng vào sẽ ngất đi luôn sao? Tại sao tên ăn hại này vẫn còn có thể mở mắt thế? Triệu Xuân Diệu gọi. Có lẽ thể chất của nó hơi đặc biệt nhưng nó đã không cử động được nữa rồi. Đợi lát nữa trói nó lại, sau đó mẹ sẽ để cho con mang nó giao cho người của Thương hội Thiên Nguyên ngay. Lạc Hân nói. Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy giọng nói bên tai càng lúc càng nhỏ, cuối cùng anh cũng không chống lại được tác dụng của thuốc. Chương 237, nhớ anh muốn chết. Đến lúc tỉnh dậy lần nữa, Lâm Thanh Diện thấy bản thân đang nằm trên nền nhà lạnh tanh, xung quanh là tiếng tranh cãi êm sòm của một đám người nào đó, có người khi đi ngang qua anh còn chứng mắt mà đá anh một phát. Lâm Thanh Diện mở to mắt, anh nhận ra lúc này mình đang ở trong một căn phòng u ám ẩm thấp, căn phòng này trông rất giống nhà tù. Ba mặt là tường, mặt còn lại là song sắt. Những người xung quanh ai nấy đều trông có vẻ lôi thôi nhếch nhác, phần lớn họ đều có một khuôn mặt hung ác, nhìn qua là biết ngay trong này không có mấy ai là người đàng hoàng cả. Nơi đây là một nhà giam bí mật để giam giữ kẻ thù của Thương hội Thiên Nguyên, những kẻ đã đắc tội với thành viên hội Thiên Nguyên sau khi bị bắt thì sẽ bị giam giữ ở chỗ này một thời gian. Bị tước đi quyền tự do, thành viên trong hội muốn đối xử với họ như thế nào cũng được. Bao năm qua, những kẻ đắc tội với thành viên trong Thương hội Thiên Nguyên quả thật nhiều không đếm xuể, những người bị nhốt ở đây chỉ là một phần nhỏ trong số đó, còn phần đông bọn họ đã không còn sống trên đời này từ lâu. Những kẻ có thể giữ mạng đều là những kẻ chỉ phạm phải những tội nhỏ nhặt. Thương hội Thiên Nguyên nhốt bọn họ ở đây xem như là một cách để trừng phạt, chỉ những ai còn giá trị để lợi dụng thì mới được thả ra ngoài. Tối hôm qua anh đã bị Lạc Hân bẫy, sau khi đứt đi thì liền bị đưa đến chỗ của bọn người trong Thương hội Thiên Nguyên này. Đúng ra với tội danh giết cô cả của Thương hội Thiên Nguyên thì sau khi bọn họ bắt được anh nhẽ ra phải xử anh luôn mới phải. Nhưng mấy ngày nay hội trưởng của Thương hội Thiên Nguyên không có mặt ở thủ đô, những thành viên khác cũng không dám xử bừa, thế là họ tống anh vào nhà giam đợi đến khi hội trưởng về sẽ tự tay xử tội anh. Sau khi tỉnh dậy, Lâm Thanh Diện liền đứng lên, anh cảm thấy cơ thể mình vẫn đang đờ đẫn đuối sức, xem ra loại thuốc mà Lạc Tâm cho anh uống cũng không phải thứ gì tầm thường. Hiện giờ Lâm Thanh Diện cảm thấy sức lực của mình đã bị giảm đi phân nửa. Không biết tác dụng của thuốc bao lâu thì mới biến mất. Những người xung quanh thấy anh đã tỉnh thì bèn bước tới dây quanh, mặt mày hung tợn nhìn chăm chăm vào anh. Bọn họ bị giam ở đây, cả ngày chỉ ăn không ngồi rồi, niềm vui to lớn nhất của bọn họ chính là bắt nạt đám ma mới. Lâm Thanh Diện nhìn qua có vẻ gầy guộc. Hơn nữa vì bị thuốc nên giờ anh trông rất mảnh mai, đám người xung quanh thấy vậy liền gắn cho anh cái mắt yếu ớt, bọn họ đều đang đợi đến lúc anh tỉnh dậy để hành hạ anh. Tên ẻo lả này cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi, bố mày đợi hơi lâu rồi đấy, lâu lắm rồi không có ma mới vào đây, cái tên lần trước mới bị nện vài hôm thì đã về chầu ông bà rồi. Hy vọng thằng này lì đòn hơn chút, để chúng ta chơi được thêm gì hôm. Trong yếu ớt như vậy có khi đánh một trận là chết ngắt rồi, bọn mày nhẹ nhẹ cái tay thôi, đừng đánh một cú chết luôn. Mẹ nó, chết thì chết thôi, mỗi ngày ở đây cũng chỉ có nhiêu đó đồ ăn, xưa nhiều cháo ếch, thà đánh chết cho xong. Lâm Thanh Diện nhìn chăm chăm vào đám người kia, ánh mắt điềm tĩnh, tuy hiện giờ anh đã mất đi một nửa sức lực nhưng để đánh lại đám người này thì anh vẫn dư sức. Nhìn bề ngoài thì đám người này cũng chẳng có gì đặc biệt cả, Lâm Thanh Diện cũng chẳng có gì phải sợ. Đây là đâu? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm đám người kia, Đoàn Anh lên tiếng gọi. Đã bị bắt mà còn không biết đây là đâu, chỗ này là nhà giam của Thương hội Thiên Nguyên, chuyên dùng để nhốt những kẻ gây phiền hà cho Thương hội Thiên Nguyên, nhóc con, sao mày lại bị tống vào đây vậy? Có phải là vì trêu ghẹo bà già quét dọn của hội nên bị bắt vào không? Một tên đàn ông có vết sẹo trên mặt cười nói, đám người xung quanh nghe anh ta nói vậy thì đều lớn tiếng cười. Ăn nói cho đàng hoàng vào, nếu không tôi sẽ làm cho ông cả đời này không mở mồm ra cười được nữa. Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói, người nọ nghe anh ta nói vậy thì bèn trừng mắt nhìn anh rồi chửi, mẹ mày, dám thể hiện trước mặt bố mày sao? Biết bố mày trước kia làm gì không? Bố đây bị nhốt là vì chém người của Thương hội Thiên Nguyên đó. Có phải mày cũng muốn thử cảm giác bị xiên không?
người xung quanh ai nấy đều trợn mắt nhìn Lâm Thanh Diện, một tên ma mới mà lại dám vinh quang trước mặt bọn họ, nhất định phải cho tên này biết tay mới được. Cùng đập nó đi, cho nó biết thế nào là lễ phép. Mẹ, đánh chết nó, mẹ ấy lã mà cũng dám ra vẻ ta đây, xem ra nó vẫn chưa biết hoàn cảnh bây giờ của mình rồi. Cứ đánh nó một trận trước rồi đè đầu bắt nó liếm sạch nhà vệ sinh, để coi coi sau này nó dám thể hiện vậy nữa không. Tên mặt sẹo cũng đám người lắm chuyện kia lao tới bên người Lâm Thanh Diện toan đè anh xuống. Lâm Thanh Diện hừ một tiếng đầy kinh bỉ, anh cũng không có ý định khách sáo với đám này, ở những chỗ như vậy thì vũ lực mới là trên hết. Cứ cho bọn họ một trận ra trò, đảm bảo lần sau sẽ không dám gây sự nữa. Ha ha, loại người mỏng như miếng giấy như vậy thì chỉ cần ăn một đấm của tao. Tên mặt thẹo còn đang muốn chém gió, những còn chưa dứt lời thì đã ăn ngay một đấm vào mặt, răng trong miệng rơi ra hết, cả người anh ta quay một vào trên không rồi ngã đùng xuống đất. Đám người kia giật thót mình, vội vã nhào vào người anh, tuy Lâm Thanh Diện không thể dùng hết sức, thế nhưng anh còn có các chiêu thức và kỹ xảo, quay đi quay lại một hồi thì đám người kia đã bắt đầu rên rỉ trong đau đớn. Chẳng mấy chốc, đám người vốn muốn ra tay đánh anh nay đã ngã lăn ra đất. Nhưng kẻ còn lại thì đầu sợ sệt lùi về sau vài bước, không dám xông lên chịu tết nữa. Còn ai muốn được giống bọn họ không? Lâm Thanh Diện nói với một giọng lạnh lùng. Lúc này thì chính anh cũng thấy hụt hơi, không thể dốc hết sức lực cũng khiến khả năng chịu đựng của anh giảm đi ít nhiều, chỉ việc xử lý đám người này mà cũng khiến anh cảm thấy có đôi chút đuối sức. Nếu những người còn lại trong phòng cũng tấn công anh vẫn có thể đánh lại bọn họ, thế nhưng nếu vậy thì anh sẽ hoàn toàn kiệt sức. Đám người kia ai nấy đều nhìn anh với một ánh mắt đầy cảnh giác. Một tên cao cao gầy gầy trong số chúng mở miệng nói, mày đừng quá huynh quang, tao nói cho mày biết, đại ca của bọn tao lợi hại cực kỳ, anh ấy bị nhốt nào đây là gì trước kia đã tấn công hội trưởng thương hội Thiên Nguyên đó, sức mạnh của đại ca mày sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu, đám bọn tao đều là người của anh ấy, mày đánh các anh em của bọn tao. Đại ca chắc chắn sẽ không tha cho mày đâu. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn tên đó, nói, vậy mày mau kêu đại ca của chúng mày tới đây, để tao xem thử xem lão ta làm gì được tao. Tên cao gầy kia chạy về phía góc phòng giam, đám người kia cũng mau lẹ né đường cho tên đó, ai nấy đều nhìn chằm chằm anh với ánh mắt hết sức hả hê. Hình như đại ca đã lâu rồi không ra tay. Thằng nhóc ẻo lã này cũng thuộc hàng số má, chắc chắn đại ca sẽ hào hứng lắm đây, lúc đó thì tên ẻo lã này xem như xong đời. Từ lúc tao tới đây đến giờ cũng chỉ thấy đại ca ra tay hai lần thôi, cả hai lần đối thủ của anh ấy cuối cùng đều bị thiên ra ngoài, đến cả thành viên thương hội Thiên Nguyên thấy ông cũng không dám tùy tiện lại gần. Đại ca mà ra tay thì làm gì còn chỗ cho thằng nhóc này ra vẻ ta đây nữa. Dù nó có mạnh hơn nữa thì cũng sẽ bị đại ca xử đẹp trong một nốt nhạc mà thôi. Lâm Thanh Diện nghe bọn họ nói về cái người được gọi là đại ca kia thì lòng cũng thấy hơi hoang mang, nếu là ngày thường thì Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ không lo lắng gì, thế nhưng hiện giờ sức lực của anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nếu bây giờ mà gặp phải một tay đánh cừ khôi thì anh cũng chẳng thể đoán chắc được kết quả. Anh nhìn về phía mà tên cao gầy kia đang chạy tới, trong góc phòng có một tên đầu bù tóc rối, áo quần cũ nát trông chẳng khác gì dân đầu đường xó chợ đang nằm ngủ. Sau khi tên cao gầy kia tới nơi thì liền đưa tay thọt nhẹ người kia, đoạn tên đó nhẹ nhẹ giọng nói, đại ca, chỗ chúng ta có người mới vào, huynh quang cực kỳ, đã vậy còn đánh người của chúng ta nữa chứ. Tên gió còn dám khiêu khích đại ca xem có dạy cho nó một bài học không. Người đàn ông kia ngưng ngái, ngay sau đó anh giang tay tát thẳng vào mặt tên cao gầy kia, miệng chửi, mẹ mày, dám làm phiền giấc ngủ của bố mày, chán sống rồi hả? Ngay sau đó người kia ngồi thẳng dậy, tên cao gầy kia uất ức chỉ tay về hướng Lâm Thanh Diện rồi nói, là tên đó, đại ca, không liên quan gì đến em. Anh muốn dạy dỗ thì cũng hãy dạy dỗ nó đi. Người kia nhìn về phía Lâm Thanh Diện, trên mặt toàn là bụi bặm, Lâm Thanh Diện cũng chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh ta. Ngay khi trông thấy Lâm Thanh Diện thì anh ta liền đứng phắt dậy, vội vã chạy đến chỗ anh đang đứng. Đám người kia thấy vậy thì đều nhìn về phía Lâm Thanh Diện với ánh mắt hả hê, bọn họ nghĩ rằng đại ca sẽ cho Lâm Thanh Diện một trận nên trò. Trước giờ đại ca chưa từng như vậy, xem ra anh ấy đang tức lắm rồi, thằng nhóc này coi như tới số. Chúng mày nhìn ánh mắt của đại ca kìa, chẳng khác gì trông thấy con mồi, đại ca khoái nhất là dạy dỗ hạng người tự cho mình là mạnh như vậy, thằng nhóc kia chính là kiểu người như thế. Mẹ nó, bị đại ca đánh chết cho rồi, răng của tao, đau chết mất. Tên mặt sẹo đứng dậy giọng ùng ùng nói.
Lâm Thanh Diện cũng có hơi thấp thỏm nhìn anh ta, anh cũng có thể cảm nhận được tên đại ca này không phải hạng tầm thường gì, có vẻ cũng là một cao thủ. Hiện giờ anh không tài nào đánh lại một cao thủ được. Người kia đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện rồi bỗng dừng tại sau đó anh ta khẽ giương đôi tay đang tuôn tuôn toan túm lấy tay của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn anh ta với vẻ khó hiểu. Không biết ông đang muốn làm trò gì? Đám người kia cũng thắc mắc vô cùng, nghĩ thầm không biết đây có phải là chiêu mới của đại ca không? Đây chắc chắn là chiêu mới của đại ca, cứ đợi đi, thằng nhóc này chắc chắn sẽ bị hành ra bả chỉ sau một chiêu. Ngay sau đó tên đại ca kia bỗng túm lấy tay của Lâm Thanh Diện, vẻ mặt hào hứng nói, anh Diện, là anh sao? Em nhớ anh muốn chết rồi đây này.